Theo số liệu của Tổ chức Nhãn khoa Thế giới, 60% trẻ em ở tuổi đến trường bị cận thị, trong đó chiếm 40% trẻ cận thị bị nhược thị, một căn bệnh suy giảm thị lực mà không thể chỉnh kính để tăng thị lực. Nhược thị là một hậu quả nguy hiểm của tật cận thị, vì để lâu không điều trị, trẻ có thể mù vĩnh viễn. Nhược thị điều trị sớm có thể khỏi hẳn bệnh. Lứa tuổi lý tưởng để điều trị thành công đó là 5-12 tuổi. Liên bang Nga là nơi có phác đồ điều trị cùng các thiết bị công nghệ điều trị nhược thị có kết quả vượt trội và Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nga là nơi duy nhất tại Việt Nam đã tiếp quản công nghệ này dưới sự quản lý trực tiếp của bác sĩ Liên bang Nga. Sau 6 năm triển khai, bệnh viện đã điều trị thành công hàng nghìn trường hợp. Sau 6 năm triển khai quy trình điều trị nhược thị bằng các phần mềm phục hồi thị lực đặc dụng, các thiết bị kích thích phục hồi bằng năng lượng laser, điện trường, từ trường và phản ứng sinh học tác hồi. Tới nay, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nga đã hoàn thiện quy trình điều trị hiện đại theo tiêu chuẩn của Liên bang Nga. Mỗi bệnh nhân là một quy trình riêng, phù hợp với thể trạng và cấp độ bệnh. Vì vậy, sau điều trị, bệnh nhân đều đạt kết quả tốt nhất. Hiện có nhiều bệnh nhân từ các tỉnh phía Nam phải ra Hà Nội điều trị quá vất vả và tốn kém. Vì vậy, sắp tới bệnh viện chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai mô hình điều trị này tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em Phạm Duy Khải, Yên Bái, tăng thị lực từ 7/10 lên 10/10. Em Vũ Liên Thảo ở Tuyên Quang, tăng thị lực từ 5/10 lên 8/10. Hàng trăm trường hợp thị lực được cải thiện và giữ ổn định độ cận thị từ phương pháp điều trị nhược thị bằng công nghệ kích thích nội khoa của Liên bang Nga tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nga. Sau khi điều trị thì mắt cháu có thể nhìn, không phải nheo mắt và ngước mắt hay thường xuyên không dụi mắt nữa. Cháu không kêu mỏi mắt khi đọc sách nữa. Sau khi cháu bị cận thị bẩm sinh, tức là cháu bị 9.5 độ một mắt đấy, thì cháu không nhìn thấy. Để cườm sát mắt mới thấy. Em mới cho cháu ra ngoài này để tập nhược thị đấy. Ngày xưa thì lát ngoài là 15 độ. Bây giờ sau khi tập khóa đầu tiên thì cháu đã hết lát, gần như là hết hẳn lát. Thì nhìn có rõ hơn, ngồi thẳng cũng nhìn thấy chữ rồi. Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nga là dự án hợp tác giữa hai nhà nước Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực nhãn khoa. Được thừa hưởng kinh nghiệm trên 30 năm hoạt động, khám và điều trị của Viện Mắt MNTK Fyodorov, kinh nghiệm hơn 80 năm của Viện Nghiên cứu các bệnh mắt thành phố Ufa, Liên bang Nga. Bệnh viện ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến nhất với các trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, cùng đội ngũ chuyên gia nhãn khoa hàng đầu thế giới từ Liên bang Nga, trực tiếp khám và điều trị sẽ mang đến cho bệnh nhân Việt Nam cơ hội tốt nhất để tiếp cận với các công nghệ mới trong việc chăm sóc và điều trị các bệnh về mắt.